bệnh này bầu là tôi làm cho tôi. Mình không biết. Ai biết? Nói dù làm có chuyện nghe đâu. Thằng kia đi đâu rồi? Đi đi. Kia đạp xe nó con mẹ kia chặt cái cứng rào nó còn hết mắt đi. Đó mẹ mình trông như ông không già. Búa thì nhà đóng phạt.
tôi nói. Mà đọc người nhà đội mình phải đéo luôn à, đọc công khi mới chúa chết luôn. Mấy xóm chợ thì chứ mà xóm chợ có thế nào giờ vẫn đi chết thiệt. Một thành chưa mà gia đình không phải con nhà ba thường, không phải con nhà ông kia, không phải con nhà địch.